Ờ, thấy không cha? Cô bắt đầu con xin chào quý bà cô chú, chào cả nhà ông trời. Bữa nay mình đi chợ Lộc cả nhà ơi, cũng đâu ba đêm rồi. Này tới cử nè, đó là cái này thăm cái đầu tiên này, cha ba cho con đi thăm Lộc. Ừ, coi thành quả như thế nào. Kéo thùng vô nó chú, dở rút luôn mà. Giờ mình dở cái đầu tiên này, mình dò lên hút tiếng trên. Giờ lên kia hết, lên xa quá. Ở dưới đây chạy vừa xa mà lại có đặt có mấy cái à, chạy ít xíu. Ồ, có tre nữa nè. Ừ. Còn sống không anh? Hồi lại vô mấy bữa đầu ớm. Ồ. Chê hai rô biển. Hai rô biển. Cái gì chết thành con cưng. Cái gì mà có không? Nói chuyện cái chạy hai ba con vậy chứ mình dồn nó cũng nhiều lắm cha. Ồ, cá chê nó ốm kìa. Hay là tại lâu quá nó vô hổng gãi. Sợ nó vô hổng gãi anh ơi. 60 bữa. Quá ốm à. Vô nước lên anh ơi. Đầu tiên mà chạy tới cô biển. Sáng thì cái chỗ con thì trời âm u lắm, chắc này nắng. Này nắng rất lên luôn. Rửa chai, rửa mai chai bự luôn. Chai bự chai nhỏ đi coi. À, mùa này thấy cá cô biển nhiều anh. Năm nay nhiều quá chứ mấy năm trước ít xíu. Nước lớn mà hổng ra mình chưa thấy cá lăn này cha. Thường chứ mùa nước này cũng có cá lăn á. Đang về tới nhà đang ngồi nó kêu. Nước lớn hơn bữa trước. Mấy hôm dài mưa quá, mưa nước nó lên. Này cũng đi tới gì trước. Cầu đậm lắm. Có cá gì sao bị gù. Khui ơi, dẫn rồi. Đó, cái gì đó. Cá lâu kiến không? Bữa nay chạy lâu kiến lại tàn. Cục kiến còn cá sơn. Còn cá sơn những cái cá cục phi. Xù thấy ha. Đậu cái xù bên đây lội qua. Về bển đi con. Đi đi. Đi về nhà đi. Về nhà đi con. Đi xa lắm. Xa lắm thì lên bờ. Ngày tắm thôi không biết mấy chết. Về đi con. Cục cây anh, cục cây bự. Con bìm bìm nó bay.
nước hết trơn á nha. Dạ, mình bước tới đây. Ở đằng kia có mấy anh chị đang hát karaoke. Khui. Ô, lóc bự chơi. Hên vậy, hên vậy. Hên gì, thì tớ này nó phải chạy. Ô dạ. Chính gì dữ vậy bạn? Mà mấy cái lóc mà đợt này nó không có mập nữa nha. Cá này gì thôi chơi mà không mập gì tàn. Cá nó cũng quay rồi. Cá nó dài đòn. Nó dài đòn. Ồ, cá biển. Biển nữa cơ. Gô động. Dở lúc nào cũng phải trúng, trúng nhiều á. Cái lập quyền thoại. Anh lên trước đi em, bị sao? Dạ. Lập này lúc nào cũng trúng hết trơn. Đè quá đè. Cái gì trắng trắng à? Trắng thật lát quá. Trắng thật lát quá. Nó đang cầm. Ui. Rõ nè. Hai con, hai thật lát. Ủa thật lát này nhỏ hả? Thật quá đó. Cô Phi cái này không phải chỉ con cá hương luôn. Con hả trai? Một con à. Con cá hường á vậy? Ồ, cá hường này ngon hết con rồi chắc. Nếu chết thì sống này. Để con đi xuống cho cha đổ. Đổ ra rồi quay cho ông bà của chú xem này. Cái này cái... là quyền thoại luôn cha, lúc nào dở nó cũng trúng hết trơn. Dở con bữa nay cá ngon. Này cá thác lát, còn kia là cá thác lát còm đúng không cha? Đưa chai bự. Cá lát hôm bữa cha. Cá lát còm phải không? Nó có đốm đốm màu đen á. À, anh Minh đi thăm cái lợp bằng đẳng này tại cái chăn cái lợp đó có cái ghe lúa đậu nên không mình không có ghé cái ma xuồng vô được. Cây là cây me nước này, mà đợi tới có trái mình hái mình ăn cũng được. Mình lên cái lợp vậy đặt đen cái qua nó cái hả gì. Hôm trước thì cái lợp nó cũng có chạy con cá lóc. Trời nắng gì lưu động chạy nhiều. Ồ, cái lợp nó cá gô ngon gì hả? Trời ơi. Mà ú mấy cha. Ồ, cá gô ngon kìa. Cá rô luôn. Cái này là chạy cá rô nhiều lắm. Mày cho ba chai luôn. Vậy con đưa chai cho. Chai bự nha. Còn để chén nữa mà. Vậy hay để cho nhỏ đi. Chai nhất chai chứ. Dạ. Chỗ con thì đang làm cầu lại. Cây cầu này là bằng tạm cho bà con đi đỡ. Thăm mấy cái lợp nè.
cỡ 4 giờ. Thằng con rước mấy đứa nhỏ nữa. Tới địa điểm cái lợp. Bữa nay là cái này hay, cắn ngon ngon không? Còn cái gì đây? Đưa lợp kia thôi. Đổi lại cái lợp mới. Không có hả? Chê hả? Em không đi tới luôn á. Ồ, được con cá lóc nữa kìa. Thường mấy con cá lóc mà nó si đa thì con để lại con làm khô. Ốm, si đa vậy ốm. Thường là mình gọi là ốm, gọi là sida. Cá sida. Thôi vậy chứ mấy con cá ốm này ra nó mặn thịt nó dẻ khắc à. Trơn trơn. Có hở nó mắc lại. Này cá lóc có ly à. Qua đó đặt một cái đó không cha? Ba con đặt một đó một cái. Chỗ giọt nước bơm ra con. Tới cái địa điểm cái tiếp theo. Chưa tới chút nữa đi. Hẹn chút nữa đi đây. Sâu quá phải vô chắc mấy em. Đưa cái lợp ra đây. Chết có luôn. Cua phi, cua biển. Cua biển. Con cua biển. Thấy chòm bông điên điển để cha hái ở mép trong đó, nó nở hết trơn rồi nha, nó bung đó. Như mình mới vừa nở còn nở nở lại hơn thì mình hái ăn thì còn cái vị ngọt. Hồi như nó nở như vậy là mình bánh bao có hái mà cậu chú nó nở. Cái nào mà không có chạy là khả năng lũng rất là cao. Này con dối không tới nè. Thường mua nước nổi bông điển nhiều. Chừng trơn hết rồi. Không có gì đựng con. Có cái ấy nè cha. Để xô đó nè. Cắt cỏ. Ồ, chỗ này ai cắt cỏ cho bò á. Sống lỏng quá rồi. Nước cứ lên hoài. Giờ tới hoài. Kìa con cua nó nằm trên cạnh. Chụp cua. Cua này sẽ nổi trên đây. Để nghe cái càng. Còn sống sống. Thả con cua bắt con thơm kìa. Vô khui. Đó thấy không cha. Cua bắt thơm.
Ô con cua kìa, hai con cua bự luôn. Đó, con biển đó chứ. Con đồng đó nè. Ô bữa nay có cua đồng. Mà bữa nay có cua đồng chạy nhiều hơn. Được được lợp đó xuống. Thấp sông điên điển. Đặt lại đây. Ừ, nói đây. Bữa nay chạy cá rô biển yếu hơn cái cửa trước hả chăng? Mà chạy cá rô đồng thì nó nhiều. Còn cũng 4-5 cái nữa cũng xong rồi bà cô chú. Cái này đợt trước là chạy cá rô biển nhiều. Nhớ đợt trước cái này là chạy cá rô biển nhiều. Ôi con cá lóc. Cá lóc nha. Được. Thật con cá lóc nữa. Có cá chiều ăn rồi. Được cái lợp kia luôn. Này cũng được mấy con cá lóc. Như hổng gài mưa quá, mưa cái rùa biển đi trời. Mưa nó ngưng rồi. Có cái cây giữa sông. Này mấy bà cò bị mưa tét nhánh đó. Trôi theo dòng sông. Này cá rô tính làm gì? Cá rô tính làm gì? Hấp bông điển nè. Chút về ghé mấy chỗ kia hái. Dài dài khúc lên đây không thấy nó bông điển điển luôn á chưa. Anh lên con cá gì bự bự thì mình đổi món cá. Có con chạch lấu không? Tí rô quá. Ôi ơi. Rô đồng bữa nay chạy. Rô đồng nó chạy cũng ngon. Nay là cá linh gì hả cha? Ông bà cậu cho mình ăn cá rô anh ơi. Mấy bữa trước thì cho ăn cá rô biển, bữa nay cá rô đồng đi. Rô biển luôn. Ô cái bà lóc no này bác không chịu xịp luôn à. Nó hung dữ lắm. Gu anh ơi. Nước bữa nay như nó cá nó không. Chứ không gài mưa không, ngày nào cũng mưa hết trơn. Mưa đám này nào đám nấy hết hồn. Bữa nay chạy vô đồng nha, cái nào cũng có vô đồng nha. Không có nào không đồng.
bên đây thì kìa cà na quá cháy luôn. Có mùa nước nổi là cà na nhiều lắm luôn, mà giá thì rất là rẻ luôn, có 4-5 ngàn ký. Gì? Dạ. Điện thăm lợp cũng xong rồi mà chú ơi, thành quả được nhiều. Hôm nay cá rô biển chạy ít. Rô đồng chạy nhiều. Mà cá rô đồng chạy nhiều. Chút về nhà để con thủ ra quay cận cảnh cho ông bà cô chú xem. Để con về tranh thủ về tắm cửa để con đi rước mấy nhỏ, mấy đứa nhỏ của con. Về tới nhà coi lại coi cá. Cua cũng nhiều ha. Cua cũng nhiều. Nè cá này, nè cá hường. Bắt cá lóc đi. Bữa nay chạy cá hường, một cá lóc này nha. Cá lóc mình bằng khô. Vậy thôi, nhìn dặm dò dưới con. Cái mỏ kìa, nhìn cái mỏ kìa. Bữa nay mình sẽ lựa mấy cá rô đồng thấy mập quá, ngon quá nè. Nay mình 4 cá lóc. Hấp bông điện điện 1 con, 2-5 con không biết. Này, rô biển cũng ít nè. Rô biển được có 6 con với 1 con thắt lát. Này mình đem vô vuông mình thả lại. 11 cái tới cái mùa khô á. Mình có chài hay mình nhân lưới thì không có cá. Rồi để cha đem thả rồi để cho. Dạ. Lát lát chắc cũng không lớn cho mấy đâu chơi. Phải tháng lát còm thì nó lớn. Được nhiều cá rô đó là mình hầm với bông điên điển là quá ngon à. Ở xin lỗi hấp. Mẹ mình lựa cá ra sẵn hết. Rô phi riêng. Rô tiếng. Cá lóc. Những này cũng chiều hơn 5 giờ rồi. Đại buổi sáng là mình mắc bữa nay trời nắng, xịt thuốc cho mít. Rồi tới trưa mình đưa mấy đứa nhỏ đi học xong rồi mới về mới đi thăm lợp được. Thăm cũng phải tranh thủ nữa. Tới giờ đang về cái buổi chiều mình phải đi là chạy xe lên trường rước về nữa. Bông điên điển sớm mình đi dọc đường mình hái cũng được nhiều. Mới hái trên cây xuống thì ăn nó thơm nó ngọt. Giờ để mà ốp cá. Mấy cá sơn, cá sơn mà nó bự gì? Sơn ngon. Để tỏi vô đi. Tỏi vô thử. Quá cháy rồi, quá cháy rồi. Cái bếp này cháy dữ lắm. Cá cũng mập ha mà. Cá sông ngon. Hôm qua bác ba làm cái chảo gắn xào lá nghệ. Ăn ngon quá. Bắt lâu nổi. Thơm. Trong con cá ha. Để cái hòa nó ngon. Nó nốt. Nó nốt.
Chính nè. Bỏ chính ra. Giờ tôi mới làm. Hay mà mình để bọng điện vô. Có màu liền. Nhiều này cũng nhiều lắm chết tao. Cái gì xẹp xuống mất tiêu chân mà. Nhưng bông nở mà chứ phải bông không nở thì nó không có xẹp nhiều. Ôi rồi mất tiêu chưa mẹ? Cái hành ơi, hình như bưng vô nhà hết hay gì rồi? Lấy cái dĩa inox được không vậy? Dĩa nó này không hết. Một đổ để vô đầy một chảo mà, cái này nó thèm. Mày nó xẹp hết rồi. Bà nội của mình đang ăn bớt hay gì rồi. Bà cả nhà dùng cơm. Bà cô chú dùng cơm. Hôm nay mình đi thăm lợp. Cá cũng đủ loại. Nhưng mà thấy bữa nay chạy cá rô nhiều với lại cá rô cũng mập ngon quá. Con cha nước này sẵn rồi, có bông điên điển trên cái tuyến đường mình đi thăm lợp đó. Thôi mình hấp bông điên điển luôn. Chiều nay mình làm món mà mình ăn cơm à, chứ không làm hai ba món. Cá nhiều quá làm món. Cá bún đài vậy chứ bàn cá rô nặng ngon. Hôm nay mình ăn làm cái món này có ai em nếm mà sao đây? Sao cho? Cá sơn này nè. Ừ, cá sơn rất thơm. Đem ngồi cho. Cá sơn ngon. Này nó dẻ luôn. Ừ. Hấp mình thử thì nó thơm. Mấy con cá là nó trắng là nó mập. Đây cá sơn. Mấy con đen đen như vậy là nó ốm. Cá đực. Bữa nay học sao? Được không? Ăn thử tới nè. Còn nó cỏ à. Ừ, ngon quá. Hôm nay con học con có thi chữ sạch chữ đẹp không Lam? Lớn lên chàng. Dạ có, dạ có. Nàng thiếu nữa, có bông trúng để vô cái nữa. Đó. Không mày đồng, cha với mẹ là toàn bộ làm cái món này nhiều nhất. Lụm mà rộng trúng mà lưỡng nhóc hết trơn. Muốn ăn trúng thì hấp trúng, muốn ăn lưỡng hấp một điểm. Khỏi đi trời. Bơi ra trống ra chừng vài công đắc là có con súng. Điên điểm, điên điểm thì bà kinh này thôi. Bà thêm. Lâu là tính là lâu lắm mà chưa ăn lại cái cháo con súng. Cháo con súng ăn nó không có mùi vị gì chứ, mà ăn hồi đó đâu có gì đâu ăn. Mà vớt ăn đại nó sột 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 nhưng nó không có ngọt không gì. Thì cái thứ này hồi đó con biết chỉ có gáo mình thêm ba cà na gừng chứ đâu phải được cà na như bây giờ đâu. Sao ngon không? Dĩ đi hết ba trứng nước hết nha. Ừ. Nước này đi hết trứng nước ăn.
cắt ra thịt thịt chút thôi. Nãy mấy con không ạ? 50 con. Ừ, đúng rồi, chợ nhiều. Chiều nay mình về lo mần cá này kia, lu bu quên bắt nồi cơm. Anh đành ăn cơm nguội đỡ. Mà cơm nguội chán là do cũng nóng. Ăn cơm nguội còn sáng tới giờ cũng nghiêm mà. Nghiêm sáng tới giờ. Nó cũng ăn hâm hầm. Quá trời mần cá này. Trứng nó đâu có mần. Làm con trứng, làm con đụng trứng rồi không? Cá nó mềm. Ừ. Nó mềm ngon. Cái nước mình nó lên vậy đó thì con cá lúc nào cũng mềm hết trơn. Bạn cá gom này tới chợ trời chợ gió bắc nó còn mập dữ nữa chăng. Ừ, chợ đó nó ú dữ nhờ. Nó tủ gì lắm. Nó trời lạnh lạnh á. Còn nó mập mỡ hơn. Trời, năm đó cha với mẹ đẩy một cái nồi nước cạn. Cuối đêm 7-8 kg thì 1 kg. Còn bây giờ ừ. Bây giờ anh thấy mặt hàm 1 kg rồi bỏ. Cái nằm mà ông mắc cái trồn mà ông tàu nó sống mà ông ngủ cái chết trong là 4-5 cái ký luôn. Chết không? Sống có sống nữa không kịp không em? Ừ, sống có sống nữa đâu kịp đâu. Có là có cuốn. Mình đâu phải dân đứa ấy đâu. 4 phần chả có dân 4 phần bằng nữa. Đúng rồi, dân nữa là 3 phần. Mà đâu có dân ở ngoài không đâu. Dân tập đầu tinh gì nè. Ra xa ra Gò Mã của ông Sáu chút xíu à. Mà cái dính rồi ngon. Hồi đó mà nó mắc như bây giờ tiền dữ lắm. Rồi đó 1 ký bằng giờ, rồi đó 1 tục ký bằng giờ 1 ký. Có 6-7 ngàn 1 ký cho từng bằng hàng. Cá nó không? Cá nó gì mà ít không ạ? Cá nó xỉu nhưng mà nó có cái lưng. Trời ơi, nói vậy chứ mà con trúng bữa cũng mấy trăm ngàn chứ đâu có. Bữa ta chỉ vàng á, chứ đâu phải là nó. Nghe con nước nó đi. Bữa nay tại mình thắt là tại vì lợp nó lửng nhiều quá. Đúng đâu, cũng 8 chúng cá vậy chứ không hết đâu. Có 21 cá mà lửng gần hơn nữa. Mình nói bữa nay không có mắc mưa mà sao về trễ dữ. Con giá. Giá lớn. Thì báo gì? Giá. Con nữa vậy. Dưới dài. Trời ơi, dài với mình 2 cái. Nói gì vậy? Vô chén cơm. Bây giờ cũng chiều tối rồi. Là mình kết thúc video ở đây nha. Hẹn ở nhà video ngày hôm sau em. Chào cả nhà luôn. Chào cả nhà. Bữa nay gia đình mình làm cái bữa cơm buổi chiều. Thì cả nhà cũng thấy rồi đó. Như thì vừa rồi thì lũ quét ở làng Nũ ngoài đó thì người thì ở lại nguyên gia đình 5-6 người thì còn có một người ở lại thấy cũng đau thương mất mát quá. Thì bây giờ mình còn gia đình thì mình trân trọng ăn được bữa cơm chung lúc nào thì mình mừng lúc đó, mình vui vẻ lúc đó cả nhà ơi. Chứ bây giờ mình không có đi trải nghiệm hay đi xa này kia nữa thì làm những cái clip gần gần ở nhà với gia đình với mấy bác này kia vậy thôi chứ không có đi xa nữa. Mong cả nhà thông cảm ha. Thôi giờ mình chào cả nhà luôn. Chào cả nhà.